Bạn có biết trong trang trại nuôi gà, người nông dân sợ hãi nhất điều gì không? Đó là tình trạng gà bị nhiễm bệnh. Đáng sợ hơn nữa là tình trạng dịch bệnh có thể lây lan trong không khí với tốc độ nhanh chóng, có thể khiến toàn bộ đàn gà bị chết chỉ sau một đêm. Đặc biệt, đối với những trang trại gà thả rông sẽ dễ bị nhiễm bệnh hơn gà nuôi trong nhà máy. Vậy, người nông dân phòng ngừa và chữa trị cho đàn gà của họ như thế nào? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá nhé! Nông dân Trung Quốc đối phó với các bệnh của gà như thế nào? Trung Quốc hiện nay là một trong những quốc gia có số lượng gà lớn nhất thế giới. Trong đó, có hơn 60% gà được nuôi bằng phương pháp thả rông. Hình thức nuôi gà thả rông chủ yếu tại các vùng nông thôn có khu vực rộng lớn. Trang trại có thể thả hơn 70.000 con gà để chúng tự do hoạt động và kiếm ăn. Mặc dù chất lượng thịt thơm ngon, nhưng gà rất dễ bị mắc một số bệnh khiến rủi ro chăn nuôi cao hơn. Theo nhiều nghiên cứu, gà thả rông có sức đề kháng cao hơn gà nuôi tập trung. Vậy thì tại sao chúng lại dễ bị nhiễm bệnh hơn? Gà chăn nuôi ngoài trời thường dễ dàng tiếp xúc với các loài chim hoang dã, mang các mầm bệnh khiến gà chăn nuôi bị lây nhiễm. Những mầm bệnh này gây ra nhiều hậu quả to lớn đối với chủ trang trại. Nếu gà bị mắc bệnh truyền nhiễm, có thể khiến toàn bộ gia cầm trong khu vực bị lây bệnh. Chắc hẳn các bạn đều còn nhớ hậu quả đáng sợ từ dịch cúm gia cầm từ vài năm trước đã khiến hàng tỷ người nông dân trên toàn thế giới bị ảnh hưởng. Dịch cúm gia cầm đã khiến hàng tỷ con gà tại Trung Quốc phải bị tiêu hủy. Đó là biện pháp duy nhất để đảm bảo ngăn ngừa tình trạng lây lan từ dịch cúm. Bệnh của gà cũng gây ra ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế khi thiệt hại lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Các chủ trang trại mất trắng hàng nghìn đến hàng chục nghìn con gà. Điều này cũng là những bài học đắt giá để các trang trại chăn nuôi thực hiện phòng và chống dịch bệnh gia cầm hiệu quả. Chuồng trại là một trong những yếu tố quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh. Chuồng gà sử dụng lâu ngày chắc chắn sẽ sinh ra nhiều vi khuẩn, vi trùng. Chúng tích tụ quá nhiều chắc chắn sẽ gây bệnh. Để gà không bị bệnh, người chăn nuôi cần vệ sinh sạch sẽ chuồng gà và thiết bị chăn nuôi thường xuyên. Thức ăn và nước uống cũng cần đảm bảo sạch sẽ và an toàn vệ sinh. Nhiều trang trại nuôi gà ở Trung Quốc cho vật nuôi ăn các phế phẩm nông nghiệp, cần tránh những loại rau, củ bị hư hỏng. Bởi vi khuẩn có thể khiến gà bị mắc một số bệnh về đường ruột. Nước uống cho gà cần là nguồn nước sạch, không bị nhiễm khuẩn. Bổ sung thức ăn cho gà theo đúng tiêu chuẩn và liều lượng, đảm bảo thức ăn đủ các loại vitamin, khoáng chất, rau xanh để gà đủ dinh dưỡng, dễ tiêu hóa phù hợp với trang trại, độ tuổi của gà. Tại các vùng nông thôn và miền núi, điều kiện chăm sóc sức khỏe cho gà kém hơn. Vì vậy, nông dân Trung Quốc thường tự chữa bệnh cho đàn gà của họ bằng nhiều biện pháp. Ngoài bị nhiễm các bệnh lây lan như cúm gia cầm, gà thường dễ bị mắc các bệnh như hen suyễn, đậu gà hay các bệnh về viêm đường hô hấp. Để thuận lợi cho việc điều trị, cần cách ly đàn gà để tránh bị lây nhiễm giữa những con trong đàn.
Nhiều trường hợp hàng nghìn con gà bị mắc bệnh hen suyễn khiến đàn gà chậm lớn, năng suất thấp. Người nông dân sử dụng các loại thuốc đặc trị hen suyễn gà bằng cách trộn thuốc vào thức ăn hoặc nước uống hàng ngày. Việc sử dụng thuốc đặc trị sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng bệnh và giúp gà khỏi bệnh nhanh nhất. Tuy nhiên, cách tốt nhất để giảm thiểu những tác hại do bệnh hen suyễn của gà chính là phòng bệnh và gia tăng sức đề kháng cho chúng. Việc đảm bảo mật độ thích hợp trong khu vực chăn thả cũng là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo phòng ngừa bệnh ở gà. Mật độ thả vườn thích hợp nhất là mỗi con gà trên 1m2 chuồng trại. Tiêm vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh đem lại hiệu quả tốt nhất. Cho gà tiêm các loại vaccine phòng bệnh như vaccine Newcastle, vaccine Marek, vaccine đậu gà, viêm phế quản truyền nhiễm, cúm. Đảm bảo đàn gà được tiêm vaccine theo đúng hướng dẫn của cơ sở y tế uy tín với vaccine có nguồn gốc rõ ràng, đúng liều, đúng lịch. Để ngăn ngừa các bệnh của gà, nông dân cần thường xuyên quan sát đàn gà để đảm bảo phát triển tình trạng bệnh, kịp thời cách ly và điều trị. Như vậy, hiệu quả khỏi bệnh sẽ cao hơn. Đảm bảo quy trình phòng ngừa dịch bệnh cho gà là một công việc quan trọng trong ngành chăn nuôi gia cầm, bởi nó không chỉ liên quan đến một trang trại nhất định mà nó có nguy cơ ảnh hưởng đến toàn bộ các trang trại chăn nuôi khác. Gà mắc bệnh cũng là một trong những rủi ro mà chủ trang trại không thể lường trước nhưng họ hoàn toàn có thể phòng tránh. Bạn đã từng chiêm ngưỡng những con gà toàn thân có màu đen chưa? Không chỉ lông gà mà các bộ phận như chân gà, mào gà và thịt gà đều có màu đen. Không chỉ có vẻ ngoài đặc biệt, thì gà đen còn có giá trị dinh dưỡng rất cao và có giá thành đắt đỏ hơn nhiều giống gà khác trên thế giới. Người Trung Quốc coi thịt gà đen như một loại thực phẩm giúp hồi phục sức khỏe. Vì vậy, có hàng nghìn trang trại chăn thả gà đen tại đất nước này. Hãy cùng chúng tôi khám phá trang trại nuôi gà đen nhé! Kỳ lạ, nông dân Trung Quốc kiếm hàng triệu đô từ trang trại gà thịt màu đen. Khác với những giống gà có bộ lông màu đen thông thường, gà đen của Trung Quốc có sắc tố đặc trưng khiến cả xương và thịt của chúng đều có màu đen. Hiện nay, mỗi con gà đen tại Trung Quốc được bán với giá khoảng 20 đô mỗi con, mặc dù đắt hơn nhiều so với thịt gà thông thường. Nhưng người dân vẫn tiêu thụ số lượng lớn thịt gà đen mỗi ngày. Những trang trại nuôi gà đen thường có số lượng từ 1.000 đến 5.000 con tùy vào quy mô và diện tích trang trại. Hình thức nuôi giống gà đặc biệt này là chăn thả. Khi đó, chúng có thể tiếp xúc với môi trường tự nhiên và không khí trong lành. Thời gian dài hoạt động ngoài trời khiến gà đen càng khỏe mạnh và sức đề kháng tốt hơn. Để nhân giống và nuôi thành công gà thịt đen, người nông dân cần lựa chọn những con gà giống chất lượng cao, khỏe mạnh và thích nghi tốt. Cần lựa chọn những cơ sở uy tín và chất lượng trong việc chọn giống. Lựa chọn gà tơ khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, mắt sáng,
Ngoài ra, gà con cần hoạt bát, hậu môn sạch sẽ, không có vết máu hay dính phân. Chúng được thả trong một khu vực riêng biệt, được cung cấp thức ăn, nước uống và đảm bảo nhiệt độ phù hợp. Gà con thường dễ dàng bị chết do nhiệt độ thấp. Do đó, khu vực nuôi gà con cần trang bị đèn sưởi để chúng thích nghi dần dần trong môi trường nuôi tập trung. Mật độ gà con sau khi nở khoảng 50 con 1m2 cho ăn thức ăn chuyên dụng, người nông dân nên quan sát gà con ăn uống bất cứ lúc nào, đồng thời điều chỉnh lại mật độ của bình nước và khay thức ăn một cách kịp thời. Vấn đề phòng bệnh cho gà đen cũng cần được đảm bảo khi chúng được khoảng 10 ngày tuổi. Tiêm vaccine và cho uống các loại thuốc phù hợp nhằm tăng sức đề kháng để gà có thể chống chọi với các loại bệnh tật. Gà con được thả vào chuồng nuôi tập trung khi được 20 ngày tuổi. Chuồng nuôi cần giải một lớp rơm khô, mùn gỗ hoặc vỏ trấu để giúp chúng giữ ấm và khử mùi hôi trong chuồng. Nông dân Trung Quốc cho gà đen ăn các loại thức ăn công nghiệp được chế biến sẵn. Loại thức ăn này chứa hàm lượng protein và chất khoáng, đảm bảo những con gà đen phát triển toàn diện. Các khay chứa nước uống cho gà cũng cần được vệ sinh hàng ngày, cung cấp nguồn nước sạch cũng là biện pháp chăm sóc sức khỏe cho gà. Ở các trang trại nuôi gà đen Trung Quốc, gà được nuôi thả rông ngoài trời sau một tháng chăm sóc trong chuồng. Thả rông là hình thức thích hợp nhất đối với giống gà đen bởi chúng được đánh giá là giống gà có tính hoang dã hơn so với gà thông thường. Môi trường tự nhiên sẽ thúc đẩy khả năng sinh trưởng và phát triển của những con gà đen. Chúng ta có thể thấy, giống gà đen ở Trung Quốc có khả năng bay rất tốt, diện tích chuồng trại rất lớn nên gà không bị cắt cánh. Chúng có thể bay nhảy tự do vì người nông dân tin rằng điều này khiến thịt của chúng được săn chắc hơn. Trong thời gian thả rông, ngoài thức ăn công nghiệp, gà còn được bổ sung những loại ngũ cốc như ngô, lúa mạch hay hạt đậu nành. Đây là quá trình vỗ béo cho gà và cũng để tăng chất lượng thịt được thơm ngon hơn. Chăn nuôi gà đen tốn kém thời gian hơn so với các giống gà thông thường. Chúng có thể được nuôi tới 12 tháng trước khi xuất chuồng. Người Trung Quốc cho rằng gà nuôi càng lâu sẽ càng thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng hơn so với việc nuôi ngắn ngày.
Thịt gà đen được người Trung Quốc sử dụng từ hàng nghìn năm trước và họ coi đây là món ăn quý hiếm, có tác dụng chữa bệnh và hồi phục sức khỏe. Theo nhiều nghiên cứu, thịt gà đen có chứa lượng canosin, một chất chống oxy hóa mạnh gấp đôi so với các loại gà khác. Hàm lượng protein trong thịt gà xương đen cao hơn thịt gà thông thường, trong khi hàm lượng chất béo chỉ bằng 1/4 thịt gà thông thường. Ngoài ra, hàm lượng vitamin B2, vitamin E, canxi, magie, sắt, kẽm và các chất dinh dưỡng khác trong gà xương đen cũng rất cao. Vì vậy, sử dụng thịt gà đen như một vị thuốc trong đông y cũng được người Trung Quốc sử dụng. Trong ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng chúng mình đã đem đến cho các bạn một chủ đề hấp dẫn. Cảm nhận của các bạn hôm nay như thế nào? Hãy comment thật nhiều ở bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.